Hello, xin chào các bạn nha. Nay vô tình thấy được con bọ ngựa nó bị mất một chân nha các bạn. Đây mình đã đem nó bỏ lên ở trong nhà, bây giờ mình đem bỏ lên cây ổi nha các bạn. Nó có nhiều hoa nó phát ếch nha các bạn, bắt côn trùng nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Mình để cho nó tự nhiên nha các bạn. Xin chào các bạn.